nó đưa lại nhập vô. Nhập vô đổi bên của ông đó là cam nó để bên này, của chú để bên ổng. Rồi chú nói trước luôn, nói tới giờ này đó, nếu mà bà còn tắm á, bẩn quần không không kịp, đi lại luôn hả chú hả? Ừ, chạy lại luôn. Nếu mà bận vần rồi cũng chạy lại luôn. Nếu mà chưa được bận còn tắm chạy lại luôn. Rồi sao chú hai? Rồi ổng kêu bán heo đó rồi sao? Cân luôn á. Họ cân mà lúc đó đâu phải có đồ thứ mình đâu. Cái cân đó là giác hai người đó, có cái đầu. Dạ. Kéo qua kéo lại đó. Cân đòn á. Cái cần đòn á, cần nó hơn 100 kg. Đưa tiền cho ổng, trở lại, trở tới rồi lúc đó đâu có xe có gì đâu, xe lôi á, xe lôi trở tới lò heo á, để xuống đủ có đồ đâm lúa. Nó rớt nguyên cái cối luôn. Bớt tao vô chút xíu nó gãy vỏ tao đủ ngó, ông xài cả kê tao rồi đủ ngó, tao nó đi đòi tiền lại. Thôi tối rồi để ngày mai. Chở cái đó đem trả ổng á, mất chở đem trả nữa. Chở đi bỏ rồi ổng biết nữa, ổng biết à. Cái thằng mua heo đó lại kiếm tao mà chỉ đi chừa chở chừa lớn đó em. Tao nằm ở đó, dạ. Bỏ cái đó trong chùa rồi. Thầy Khải đi đâu rồi? Mà nó ổng còn ngủ chùa trên kìa. Đi kêu. Ông Sư! Ông Sạch ơi! Không lên tiếng. Không lên tiếng. Tức quá. Kéo cái tay ổng. Kéo cái tay đứt tay. Sứt cái tay luôn. Ổng đứt tay té luôn á. Té ổng té luôn cái tay dằn. Bỏ xuống chạy luôn. Chạy luôn mấy ông xài nhỏ nhỏ. Ê ê chú. Chú không có thèm nói tới. Đi luôn chạy luôn. Không dám ngoái lại luôn. Ừ. Xe lôi bỏ đó. Kéo là xe. Xe trước này nè, bị xe lôi bỏ đó cái đuôi. Buốt chạy về đi chọc lóc. Chạy đi chọc lóc. Quá sợ rồi. Rồi khoảng cỡ nửa tháng mới dám lại. Lại hỏi vợ. Có ông xài nào lại kiếm tôi không? Đâu có ai đâu lại kiếm. Xảy lại kiếm ông chứ. Ý. Ngộ. Chạy xe. Bằng đêm. Chạy đi thăm coi. Coi coi ổng cái tay ổng có liền. Coi cái tay ổng còn hay hoặc là ổng chết. Coi cho. Ý. Cái tay ổng còn hai cái tay luôn mà. Sao cây cục vậy? Mà ông cũng biết luôn đó em, biết là ông đó đi á. Mới ổng là mày ở đó anh chê cái thằng mua heo vô mày không vô tao làm mày chết à. Dạ vô đừng làm con, đừng làm đó. Chạy vô lại. Đủ mẹ mày kéo cái tay tao đứt vì mày bỏ đâu. Con đâu có biết đâu, con kéo kéo rồi nó đứt cái con chạy luôn á. Ông kia ổng cười, ổng cười với thằng đó muốn chết luôn, cười rơi nước mắt. Rồi vô ổng trả tiền lại hả chú hai? Trả nè, lấy tiền mày lại đi. Tao dặn mày ngày sau mua heo đừng chở ngang đằng trước chùa. Đó, có đường ở đằng sau chùa mà.
Dạ, yeah. Ông dặn đi đường sau. Ừ. Ngày sau á mày chở ngang đường trước chùa, xe mày bẻ luôn á. Xe mày bẻ hư luôn á. Nó dạ 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 con biết rồi, con không dám. Lần thẩn nó già. Ông cười cười. Ừ, vô, mày không vô tao làm cho mày chết. Đừng 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 đừng. Chạy vô. Là ông người sư cả chùa Sóc Thiết đó hả? Ê, hay lắm ông. Yeah. Con chim biết nghe con chim luôn á. Ông nghe tiếng chim được luôn. Ừ, tiếng heo tiếng gì á. La cho người ta tiếp á, heo á. Yeah. Rồi ổng quá trời tức đi. Bị gì ổng nghe được tiếng heo la đó. Ừ, la cho tiếp á. Yeah. Rồi con chim cũng vậy. Nó nói với chồng nó. Bị nó có chữa. Yeah. Nói anh ơi tôi có chữa lần này tôi thèm xài chín quá. Rồi xài 9 tháng đó đâu có, người ta bẻ hết rồi. Mà hai con chim, hai chồng con chim nói nhau vậy hả? Ừ, nói chuyện nhau. Yeah. Rồi chồng xài người ta hái hết chơi, mày có đâu em. Mà vợ nó nói, ở trong làm sao biết làm sao lấy ăn được, bị ở trong có ổ kiến á. Rồi ông sư ổng nghe được. Yeah. Ông sư nghe được. Ổng kêu mấy ông xài nhỏ. Ơi, mày lấy cây thục có ổ kiến đi. Thục chút chút được á, mày được nữa. Chết người ta. Rồi thục chi? Thục cho nó là kiến đó nó chạy ra để cho chim nó ăn xài chín. Mấy ông nhỏ đó lấy cây xé xé cái lá. Yeah, yeah. Xé cái ổ ra cái mấy loại trái xài ra. À, hai trái. Dạ, yeah, hai trái luôn. Rồi mấy chim nói cảm ơn, ổng cũng nói lại. Rồi ông xài phó. Ông nói sao? Dạ, nó cảm ơn tao. Nói không có sao con. Ông trả lời lại luôn. Ổng kêu rồi xuống á. Yeah. Chim nào cũng vậy. Chắc cách đây cũng lâu rồi hả chú hai ông? Hồi nào lận. Dạ. Yeah. Hồi trước ông già của chú lận. Vậy hả? Quá lâu rồi. Khoảng vô khoảng cỡ hơn 100 năm rồi. Dạ. Yeah. Xài cả chùa nào cũng hay hết á. Dạ. Yeah. Hồi xưa ông nào cũng hay chứ hả chú hai? Mà ông xài cả chùa Tà Bà đi ở Sà Tón á, ông yeah. biết cái vụ là thổi thôi. Yeah. Bị thổi con rắn nó mổ á. Yeah. Ông biết có bao nhiêu đó thôi. Còn ông bên kia thì biết tàng hình. Không, ông không có biết là cái vụ là bùa là độc không có cho người ta thấy á. Dạ, yeah, thì tàng hình đó. À, yeah. Ông biết. Ông biết bùa đó. À, không biết cái vụ là rắn mổ con chó cắn. Yeah. Không biết kiếm thuốc. Còn cái ông ở dưới Sóc Thiết thì khác nữa. Ừ, ông biết hết trơn tất cả cái gì cũng biết hết. Vậy là hay hơn hai ông này luôn rồi. Ừ. Mà hồi đó hồi trước đó mà phải mà sau này hay chú hai học ha. Vậy là hồi đó chú hai cũng biết sau này mà học lớn rồi để biết hả chú hai? Bị hồi lúc đó là chú tu hành rồi đó, là ông xài cả chùa Sà Tón á. Ông dạy hả chú hai? Tại chú không có muốn học. Ồ. Bị học cái đó là có anh em con cháu mình nói là học rồi nó thử. Dạ. Yeah. Còn mấy cái vụ mà hồi xưa chú hai nói cái vụ bùa rồi đó là ông học trong sách, học lớn trong sách hay là ông thầy cũng dạy? Ông thầy ổng là dạy mình á. Dạy cái chị Bình đó. Dạy mình là rồi mới ổng cho tập. Dạ. Yeah.
coi người ta coi, hay hoặc là hay là hoặc là đọc bùa cái vụ rắn mổ này kia nọ có hết trơn. Rồi rồi bệnh gì thuốc gì, bệnh gì thuốc, cây gì để trong đó hết. Chú đốt bỏ uổng ghê, bị bệnh rồi chịu, trời ơi khó chịu lắm. Cũng như là chị cho người ta không cúng mình bệnh nữa chú ơi, cho nên không mình bố. Coi người ta rồi người ta không cúng cho mình á. Bị người ta là tới thím con đi coi thầy bói bánh tơ. Ồ ông nội này bị kêu gọi người ta tiếp thì người ta tiếp vài rồi bây giờ không có cho cái gì người ta ăn, người ta buồn rồi bây giờ mua đồ cúng cho người ta đi. Mấy thím con nói cái gì đồ gì đồ gì á, trái cây thôi. Trái cây với thuốc hút này kia nọ tiền bạc để cúng hết liền hả chú ơi? Cúng rồi mời ông sải lại đọc kinh dỗ nước chỉnh hết rồi mới ngày mai lại chú lấy sách đó lại đốt bỏ hết, sách thuốc sách gì chú bỏ đốt bỏ hết. Có hết chơi đó chứ, không có. Ông xài cả chùa Tức Thó hết. Ông thương chú dữ lắm, bị biết chú, ông cho hết chơi luôn. Cái vụ nghệ đặt mấy con gái cho thương mình á, ông cho hết chơi luôn á. Mà chú học rồi chú đâu có đặt ai không, bị người ta làm thầy người ta biết á. Biết người này không có cầm bậy mới người ta cho mình á. Chú đặt con người thôi, đặt người đó là tên ông Khăn á, bà cũng biết nè. Rồi lúc đó mới gặp bà là chưa có con đứa nào đó, mới gặp chưa đám cưới nữa. Rồi chú ngồi chơi nhà đi cưới rồi chứ, tới cưới rồi mới ông Khăn đó vợ bánh lộn với vợ chồng á, vợ vậy là anh của vợ ông Khăn đó là ông thầy Tép á. Và lúc đó có biết ông thầy Tép không? Dạ không. Ở Ơ Lị á, hay hơn ra ai cũng sợ ông thầy đó á. Rồi ông già sau của chú là cũng đại tử của ổng, học ông đó đó. Lại năng này ổng khùng rồi lại tham bị lúc đó làm vườn gần nhau chở bà cố. Ổng thấy chú là mấy người phụ nữ đó đi tiếp bằng cỏ đông người, một ngày phụ nữ xóm này ngày mai xóm kia, ngày mốt xóm bên kia lại tiếp chú. Ổng nhớ lại mới nhớ hên la, chắc biết cái vụ này bị thấy, mới thấy phụ nữ nó lại làm tiếp nó. lại chú luôn á. Đi chú bắt tay làm sao vậy chú, vừa nói vừa khóc. Tao nhớ vợ tao quá, sao nhớ vợ, nó bỏ tao rồi. Anh nó không có cho gặp tao nữa, rồi nói cho mày đi kiếm ông thầy kêu đi. Cho mày đi kiếm, nếu mà vợ mày đi ở với mày nữa tao lại mày luôn. Rồi nói vậy sao không có đi kiếm ông thầy, hết trơn rồi, đi kiếm hết trơn rồi con ơi, không có đâu, bây giờ tao nhớ tới nhớ thấy mày. Mày có biết làm cho chú đi. Nói hết tụi đâu có biết đâu. Rồi mới bà già vợ mẹ. Bà già vợ mẹ. Bà thấy tội nghiệp.
Bà nói thôi con ơi, khóc tới cỡ này rồi lại con nữa, không có sao đâu, đặt vợ của ổng mà, đâu phải đặt ai. Mới nói hơi vậy, chú đi về đi. Trước khi chú đi về, chú đi chợ đi. Chú đi chợ mua chiếu, chiếu mới, hai cái gói mới, với làm đồ cúng đó là làm cho nó đủ thứ, bay say, sla tho gì đó. Ổng đi cho nó làm cho. Rồi làm rồi á, lại hỏi. Làm rồi á, để sao? Để trên cái đầu mình nằm á. Để hàng giữa ha. Rồi chiều, chiều mấy chú đi. Chú đi, rồi mấy chú sắp xếp. Để có bánh, có gì đủ thứ, rồi có lá chầu á. Lá chầu mình ấy nó thì để nhang vô á. Chú đọc kinh rồi đàng hoàng á, mấy chú mà nói trước rồi, nói là trước khi là mình ấy nó cho nó đứt á. Là tôi hỏi chú là đứt không, nói lời không, chú phải nói lời á. Dạ. Lại không? Ổng là lôi. Rồi một cái nữa. Lại không? Lại. Một cái nữa đứt luôn em. Đứt hai bên luôn á. Lại không? Lại. Chắc lại không? Chắc. Đưa lại. Nhập vô. Nhập vô đổi. Bên của ông đó là cầm nó để bên này. Của chú để bên ổng. Rồi chú nói trước luôn. Nói là giờ này đó, nếu mà bà còn tắm á, bận quần không kịp. Đi lại luôn hả chú? Chạy lại luôn. Nếu mà bận quần rồi cũng chạy lại luôn. Nếu mà chưa được bận còn tắm á, chạy lại luôn. Ủa hổn mừng, chú nằm đi. Rồi sáng 4 giờ gần sáng chạy lại tới nhà chú. Hên Lai ơi, Hên Lai. Nói ai đó? Chú á, chú. Hay quá, hay quá, còn hay quá. Mừng. Hay quá, còn hay quá. Trời, bây giờ không có quần, không có áo. Bây giờ lại kêu con đi uống một phen. Thì bây giờ sao sợ anh của vợ tôi lại kêu làm sao? Mấy tôi nói chạy đi về đi. Lấy sáp lại. Lấy sáp lại chú làm. Đi đi xanh quanh là ở đằng trước cửa đó. Quét ngang ghê. Ông vô không có được đâu. Ở tới giờ luôn hả chú hay? Chết hết rồi. Rồi sao lại mấy ông nói ông biết á. Ông không biết ai rồi, ông biết là ông già, ông già sao của tôi á. Gặp mẹ tôi á, ông già sao á. Đại tử của ông rồi họ đúng đó, tướng là ông đó làm á. Ông làm kêu vợ khăn đi vô nhà. Không có, không có đâu, tôi không có. Vậy ai làm? Tôi làm cho chết luôn á. Thằng nào làm bùa này làm cho nó chết luôn á. Rồi ông già sao ổng biết, tôi biết. Ổng hỏi tôi, con có làm vợ khăn, đọc bùa cho vợ khăn về không? Dạ không. Ý, chết rồi. Ông thầy chết nó làm con chết luôn á. Chứ đó bây giờ ba đi nói với người ta đi. Tôi kêu kêu vợ của người ta. Tôi đâu có sợ. Mà đừng có làm cái vụ nói cái vụ làm bùa cho tôi chết đó. Không có được. Làm lại tôi không có làm gì ông đâu.
cái đồ của ổng làm tôi quay lại à, trả lại, quay trả lại cho ổng, nói với ổng vậy đi, tôi không làm ổng nha, ổng tự làm ổng sợ có dạ dạ ông già tôi đi nói sợ ý, trời ơi cái thằng này biết đi nó học ở đâu nói, tôi cũng không biết ổng bị nó tu ở chùa Rà Bà, tôi đâu có biết nó học ở đâu. Ý cái thằng này dữ à, ổng sợ luôn hả chú hai? Ừ sợ luôn, không dám luôn á. Ngày sau tôi đi ngang đó kêu, kêu vô hỏi tôi học ông thầy nào, đó, ông thầy chùa Túc Thất, chú đừng buồn chứ tôi đặt chú làm vậy tội chết á, nói vậy luôn tội đó. Mình ăn ra nếu mà sao mình giáo dục đi, em đừng làm vậy nữa, đừng quanh lộn vậy nữa, cái gì mà nói bằng miệng mình nói vậy đi cho người ta thôi nhau, không có được đâu, tội chết đó. Đúng rồi, chia rẽ vợ chồng người ta tội chết. Ừ, tội chết đó. Ê, trời. Lại có lần lại tôi nói đúng. Tôi đầu tiên nửa tháng đó tôi buồn chứ, con nửa tháng. Mà không dám làm con. Ừ, tôi có nói dặn rồi. Làm tôi không làm cái gì ông đâu, mà tôi quay của ông trả lại cho ông. Cho ông rồi cái đó giờ chú hai cũng không có làm nữa luôn hả chú hai? Ờ, tới chú bệnh á, tới chú bệnh chú đốt bỏ hết luôn, nghỉ luôn. Ừ, đi luôn. Sao lại á là thằng Bổng á, vợ nó chạy bỏ, chú đi kiếm ông thầy để cho vợ nó lại, đặt cho vợ lại. Không là không nào làm được hết trơn. Mà lúc rồi mới hỏi chú, mới hỏi chú nghe ông F nói rồi chú biết nè, nói anh hai biết nè, tại sao mà anh hai không có làm cho tôi, là bị tao bỏ rồi. Dạ, nghĩ rồi. Tao đốt bỏ. Ô, nó mua đồ, mua chuối, mua gì đi chùa Túc Thất. Đi lại hình của ổng á. Cho tôi xin lỗi rồi làm cho được đi, nó không có được đâu, bị bỏ rồi, hết được rồi. Rồi lại bắt buộc ép chú cho làm, ừ làm thì làm, mà cái vụ lại chú không có biết nghe, anh không có biết à, bị anh bỏ rồi. Tôi nghe ông ép đó nói anh hay hay lắm á, kêu người ta tắm nước rồi chưa bận quần nó lại luôn á. Rồi tôi cũng làm kiểu thứ đó, đi làm cho nó. Rồi làm về không chú hai? 3 ngày, kêu 3 ngày mới về hả chú hai? Về. Về mà về không có được lâu, khoảng cỡ từng lễ chạy đi nữa rồi. Hết linh nghiệm hả chú hai? Nó hết hay á. Dạ hết hay á. Địa nghĩ làm rồi đâu còn hay nữa. Mà nó cũng sợ, nói trời, nó không biết hay cỡ nào, bỏ rồi mà còn kêu lại được. Mấy ông thầy khác vô 3 đêm lại à. tới anh hai nó bị bỏ rồi, sợ không được. Mà lại rồi nó đi á, sao lại cho kêu nữa. Kêu nó lại nữa, rồi lại nữa, rồi nói với chồng nó luôn á, bỗng ơi biết sao, rồi ban đêm tôi nằm ngủ có người ta kêu tôi về hoài á. Cái đấy hay thiệt, anh hai hay thiệt. Hay thiệt. Người khác kêu không có lại. Yeah. Anh bỏ rồi mà kêu được lại, vậy thì hay rồi đó. Mà ở không có dính. Yeah. Ở bị bỏ lâu rồi. Bỏ lâu cái gì, tại mình bỏ ra rồi. Yeah.
cái này mình còn biết bùa đó làm thôi. Dạ. Yeah. Tại mình bỏ thôi, mình đâu có cho người ta ăn nữa. Hồi lúc mà mình còn xài á. Dạ. Yeah. Tới ngày rằm mới cho người ta ăn. Dạ. Yeah. Đốt nhang đốt gì cũng làm cho người ta ăn đàng hoàng. Thì bây giờ đâu có cho người ta ăn. Cho tôi ăn ta đói không? À, đâu người ta tiếp tôi nữa. Hồi lúc trước á, hồi lúc đó là chú khỏi độc cũng được luôn á. Gì hả? Bởi vì chú có cái ghế cá để vô. Yeah. Răng. Nói người ta nghe hả chú hai? Để cái đó vô kêu lại rồi. Bị nó có hai đại tử. Yeah. Nhỏ nhỏ xíu. Yeah. Nè thím con dục bỏ. Dục bỏ ở căn đơn á. Bây giờ lúc đó là chú đi bẻ xài, bị lên Hồi Giang á, là nhà ở Cạn Đồn rồi mà đi nằm ngủ ở bên ô lì. Yeah. Đi kiếm bằng ăn, đi bẻ xài. Rồi bằng đêm rồi ngủ không có được, mới nhức đầu. Rồi mới thím con hỏi, sao anh không ngủ, ngủ không có được. Em để cà tha của anh để chỗ nào ông Phật 3 năm ông á. Nói tôi để trên bàn thờ mà, nếu mà để trên bàn thờ mà sao mà tao nhức đầu quá trời vậy. Ngủ không được một đêm. Yeah. Sáng ơi, em đi coi đồ coi. Anh sợ nó ở trong cái vỏ sách quá. Ở trong cái vỏ sách là ở dưới quần áo rồi. bà thấy, thấy trong cái vỏ sách thiệt. Rồi bà lấy... để trên bàn thờ không biết sao bả lấy lại xét coi bả mở cái lát. Yeah. Mở thấy gãy cá ở hàng giữa ông Phật. Bả nói chơi gãy cá sao mà vô đấy. Bả lấy gãy cá bị có tưởng đâu mà gãy cá đâu trong đó rồi. Rồi cũng chưa mà cũng như là mình không có sức chỉ là bằng hai. Bà yeah. bỏ cái đó. Yeah. Mà gán mần gán làm tới tối lại khóc hai người. Anh ghét em, anh cho người ta dụng tôi chút xíu nữa gãy cổ em. Hỏi bà gì đồ của tôi bà để đâu? Tôi để bàn thờ sao người ta lại khóc tôi hoài vậy? Là kêu manh. Rồi sáng mai tôi chú hết đi làm lại nhà. Xét coi mất rễ cá. Yeah. Hỏi bà. Ý, cái đó tôi dục bỏ. Bỏ đâu kiếm lại. Không thấy luôn con. Mất luôn hả chú? Mất luôn. Mà nó có nói rồi. Tới lại. Xin mình đi nước ngoài á. Yeah. Đi khác là nước á. Đi chỗ đó. Vậy là hai người đó đi luôn hả chú? Chỗ mình không có người ở. Yeah. Anh đừng kiếm em. Không thấy đâu, em đi rồi. Hai ba người kiếm không thấy. Bị nó đâu, nó bằng cái rễ cá thiệt mà nó dễ kiếm, nó ba màu. Yeah, yeah. Màu đen với màu đỏ với màu vàng, ba màu. Hay còn tới giờ im hết chứ hai? Quý trời ơi, ổng làm cho đó là ổng nói là xài được 70 năm. Ồ. Không biết dục túc. Chú còn cái đó là chú không mệt đâu. Yeah. Chú đi chợ nó có nhỏ nào nó mua bán nó thấy tiền nó nhiều nhét cái đó vô nói có chút xíu nó cho tiền xài. Cho nó mang tội thêm. Không phải xài một mình em chú được đâu ha. Cũng như con vậy nè. Yeah.
con muốn mượn cho con đi làm được á, nhét để vô làm, nói ai cũng thương con luôn á. Hay hết chứ hả? Hay. Mà quay hang nói với phụ nữ phải quay chứ đừng cho nó ngày ba, ngày nó ôm luôn á. Vậy sao? Ừ, nó ôm mình luôn á. Vậy là nói phải phải chịch bên mình phải nghiêng chút. Lợi hại. Mày biết cái đó mày mày ấy súng được không? Ôi trời. Biết võ đâu 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 đánh súng được. Mà nó đi ưa đi chơi với chú lắm. Dạ. Yeah. Đi rồi chỗ nào nhỏ mấy nhỏ nó bán cà phê hay hoặc là bán nước mía. Dạ. Yeah. Nó lựa nhỏ nào đẹp đẹp. Mới nó vô trừ vô uống. Dạ. Yeah. Trời bị chú đi vậy là chú nhét cái gậy cá đó vô rồi. Dạ. Yeah. Rồi đi uống nước rồi nó dê á. Yeah. Nó tiếng bằng dê rồi nó dòm chú hoài, hai đứa đó nó không dòm, thằng em thằng no nó không nhìn tới mà nói chút nó lại khéo khéo chú. Sao anh hai không có nói chuyện, nói sợ em thương anh. Nó ôm liền á, ôm làm sao luôn á. Ừ. Nó hung chú á. Hả, lười lười. Nó trời ơi, hung cái. Mà hung nè. Thằng em với thằng nó, trời ơi, tôi thương muốn chết không hung tôi. Đi hung ông đen thùi dùi. Tôi trắng tôi ổng hung. Cười muốn chết luôn. Mà quá nào chú ngồi á, có một lát à. Yeah. Ủa, kiếm ghế ngồi không có lại uống. Yeah. Rồi bán ở gần gần nhau á. Yeah. Người chàm bán gần đó, ngày mai lại đón đường chú, nói anh hai vô uống quán tôi lần đi. Nói quán chỗ nào, chiều em lại chở anh đi. Ừ. Chở đi nhỏ kia nó dòm, bị gần nhau sệt gì nữa. Yeah. Nó nhìn con cơm đi, chú ăn bóng. Bỏ chạy. Bỏ chạy mấy nhỏ này không có cho lại. Yeah. Trời ơi. Chú ngồi chỗ nào ăn uống đầy nhóc luôn á. Bị có cái đó đó. Yeah. Hồi xưa chú hay lên đi núi đồ này kia, ông có đem cái đó theo không? Theo, đi đâu cũng đem theo. Rồi mình thí dụ như mình gặp cái con này con kia nguy hiểm, mình nói nó nghe không chú hả? Không biết nữa. Ông chưa cái thử hả? Không biết rồi. Hồi đó ông đi có đi qua cái hướng mà núi Tô mà cái hướng mà bên Ô Lâm không chú? Đi hết trơn luôn. Bên hồ Ô Thum đó. Bên đó là không có đi, một miếng bên Ô Thum không có đi. Dạ, bên đó không có đi. Đi có một miếng bên này. Ở cuối cái hồ Ô Thum là hồi xưa nó có một cái kho lúa đó hả chú hai? Ừ, có bộ lúa bây giờ người ta bắn bỏ rồi. Dạ, đã há lấy đá đó. Bây sâu giờ... không chú hai? Không, không sâu đâu. Không sâu. Nó kêu đặt kêu bò là bò lúa hả? Ừ. Có chỗ cũng như là bầu lúa vậy đó. Dạ. Rồi ở xanh quanh bầu lúa đó là nó có cái hàng nhỏ nhỏ vậy đó. Dạ. Rồi lúa người dân mằng đem để đó hay sao? Ừ, đem cho thì vì cộng đem để đó. Dạ. Như kho hả chú hai? À, có hàng bự bự là bên mò đầm rây đó đó. Học hàng nào vậy? Mò đầm rây mình đi á. Dạ cái hàng tức dục á. Mà hàng tức dục đó ha. Cái chỗ người ta làm đó là vô sâu lắm á. Dạ. Người ta kêu là mò mò cáp cái hàng có miệng công ép. Đi không có đụng đầu á, đi vô luôn á. Dạ. Rồi cái hang đó giờ chú nhớ đường đi không chú hai? Không. Không nhớ. Không nhớ được, bị người ta làm vậy hết nhớ. Dạ thay đổi hết rồi. Ừ.
Vì mà nếu người ta chưa làm thì chú vợ nhìn thấy biết à. Bị cục đá đó nó lớn lắm, cỡ này nè, lớn hơn cái này nữa. Cái miệng nó giống con ếch gì đó. Bởi vì người ta kêu là hàng miệng có miệng đó. Còn ếch. Room to mong cap. Rồi ăn cơm.